Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của VinhAudio77. Và hãy nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm nút chuông để chúng ta nhận được những thông báo mới nhất từ VinhAudio77. Và ngày hôm nay thì chúng tôi gặp lại quý vị và các bạn trong một clip mà chúng tôi đang muốn chia sẻ đến tất cả quý vị về chương trình đào tạo Sound Man của VinhAudio77 và ProSound Việt Nam. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì thời gian trước trong quá trình ký kết hợp tác với ProSound thì chúng tôi có hứa với tất cả quý vị 3 điều, đúng không ạ? Cái điều đầu tiên là chúng tôi mở ra một chương trình đào tạo DJ hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người đều đến đó và trải nghiệm khóa DJ, đúng không ạ? Và chương trình đó đã diễn ra hết sức là thành công và đã lan tỏa được rất nhiều giá trị cho cộng đồng yêu âm thanh. Lời hứa thứ hai chúng tôi đã có hứa với tất cả quý vị và các bạn đó là chính là chương trình gì ạ? Chương trình đào tạo Sound Man, đúng không ạ? Do ProSound và VinhAudio77 tổ chức. Và chương trình đó thì chúng tôi đang lên kế hoạch và tổ chức vào ngày 19, 20 và 23, 24 và trong tháng 6. Trong tháng 7 hoặc tháng 8, đúng không ạ? Vào ngày sắp tới, đó là ngày 19, 20 là chúng tôi sẽ diễn ra chương trình đào tạo Sound Man KTV tức là karaoke đó, kỹ thuật viên karaoke dành cho những người đang làm trong ngành âm thanh và đang là kỹ thuật, các bác nhé. Thì chương trình vào hai khóa, đó là khóa 1 là ngày 19, 20, khóa 2 là ngày 23, 24. Chúng tôi tổ chức hai khóa này dành cho tất cả quý vị. Ai bận khóa 1 chúng ta có thể học khóa 2, đúng không ạ? Và có một cái tin vui cũng như là tin buồn, đó là trong khóa học này là khóa học nâng cao nên chúng tôi dành riêng cho các đội ngũ kỹ thuật đang làm việc ở các công ty cũng như là các bạn mà đang làm việc trong lĩnh vực karaoke. Như tất cả các bạn cũng đã biết thì chúng ta rất muốn nâng cao, đúng không? Để nâng cao tay nghề của ta lên thì đương nhiên khi nâng cao tay nghề lên thì chuyên môn chúng ta có, chúng ta sẽ setup được nhiều hệ thống phòng hát hơn, đúng không ạ? Thì đương nhiên thu nhập chúng ta tốt hơn. Khi đó thì các bạn rất muốn đi học để nâng cao tay nghề, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì không có ai dạy cả, đúng không ạ? Thậm chí có người dạy thì cái chi phí rất là đắt và cũng như là đôi khi quan trọng nhất là cái người huấn luyện viên đấy là người ta phải có thực tế những giờ bay, tức là thực tế những giờ setup. Tức là ok, bây giờ bạn là người dạy chúng tôi, đúng không? Thì bạn đã set được bao nhiêu phòng rồi và những phòng đấy của bạn set là như thế nào, đúng không ạ? Với đội ngũ chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi đã từng set rất nhiều các hệ thống quán bar, karaoke. Và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có đủ kinh nghiệm để chia sẻ đến tất cả quý vị có được cái định nghĩa đúng nhất để quý vị có được những cái kinh nghiệm để chúng ta thực hành và làm việc trong cái môi trường của chúng ta. Nên khóa học này dành cho kỹ thuật viên. Ví dụ như ở VinhAudio77 thì chúng tôi sẽ cử đó là một người duy nhất đi, đó là Mr. Hào đang là kỹ thuật viên của chúng tôi. Chúng tôi đang cử đi trong kịch này thì không dành cho những người mà chưa biết về âm thanh, không dành cho những người mà đam mê về âm thanh. Nếu như tất cả quý vị đam mê về âm thanh thì hãy đến vào chương trình đào tạo Pro vào tháng 7 hoặc tháng 8. Trong tháng 7 tháng 8 chúng tôi sẽ ra mắt cái chương trình đào tạo về chương trình Live Ray. Tôi có chương trình chia sẻ từ lúc lắp ráp của máy cho đến lắp ráp các thiết bị và toàn bộ hệ thống đấy, có thể là toàn bộ dàn Live Ray của Lexon trị giá trên 5 tỷ đồng. Tất cả quý vị sẽ được học chương trình đấy. Và chương trình đấy có thể chúng tôi sẽ tổ chức tại Nhà Văn hóa và tất cả quý vị sẽ được đến đó. Và chúng tôi đang có một cái form đăng ký ở phần mô tả, quý vị hãy nhớ vào lúc mô tả đó để chúng ta cùng xem, chúng ta cùng đăng ký, đúng không ạ? Thì những người nào đam mê những người về kỹ thuật thì các bạn hãy đăng ký vào khóa 1 và khóa 2. Và đặc biệt có một cái đặc biệt nữa trong chương trình này, đó là chương trình này hoàn toàn đào tạo miễn phí liên tục trong 2 ngày. Tôi dám khẳng định với tất cả quý vị và các bạn rằng sau khi những bạn kỹ thuật học qua khóa học này thì quý vị sẽ có được những kiến thức căn bản cũng như có những kiến thức chuyên sâu để giúp cho tất cả quý vị vững bước hơn, tự tin hơn trong ngành mà trong cái lĩnh vực mà các bạn đang lựa chọn. Và trong xuyên suốt 2 ngày học này thì công ty ProSound tổ chức hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ các bạn ăn uống tại nhà ăn của công ty ProSound, và các bạn sẽ được công ty ProSound trân trọng mời các bạn lại để các bạn ở tại khách sạn, nên hoàn toàn chi phí 2 ngày này là các bạn không phải bỏ ra một tí nào cả. Thì một câu hỏi đặt ra đó là tại sao ông VinhAudio77 và ProSound lại tổ chức chương trình này? Đã cho kiến thức như vậy rồi, đúng không? Bình thường phải đi mua, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Vừa cho cái đó xong lại còn vừa gì ạ? Hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, đúng không ạ? Trong suốt 2 ngày học đó. Đơn giản, chúng tôi là một trong những nhà phân phối các dòng sản phẩm. Thì chúng tôi mong muốn lan tỏa ra thị trường, lan tỏa ra cộng đồng những cái giá trị cho cộng đồng. Và cái sâu thẳm trong chúng tôi là chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi thực sự là happy, tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng, và mong muốn thị trường âm thanh trở nên sôi động hơn và mong muốn thị trường âm thanh trở nên ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đó là ngày 19, 20 và 23, 24. Đây là hai khóa học dành cho kỹ thuật viên các bạn nhé. Còn chương trình vào tháng 7 hoặc tháng 8, đó là chương trình dành cho tất cả mọi người. Tôi mở ở một cái nhà văn hóa. Thì đây là một cơ hội để cho tất cả quý vị được đến và trải nghiệm thực tế trên dàn Lexon trị giá gần 4 đến 5 tỷ đồng. Tất cả các bạn kỹ thuật sẽ được thực hành, sẽ được học trực tiếp ở đấy. Và tất cả những quý vị mà mong muốn đến trải nghiệm chất âm của Lexon, trải nghiệm một dàn Rai Rai khoảng 4 đến 5 tỷ, đúng không ạ? Thì các bạn có thể đến đó, hoặc các bạn có thể đến đó để trải nghiệm cũng như để được thưởng thức cái chất âm của Lexon. Tại hiện tại ProSound là một trong những đơn vị mà phân phối các dòng sản phẩm rất là nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Lexon, 4Hotic, đúng không ạ, Pioneer, DK và rất nhiều sản phẩm khác nữa. Ok, hãy nhớ bấm vào nút đăng ký của VinhAudio để nhận được những video mới nhất. Và chúng tôi đang để cái đường link mô tả ở phần mô tả trong clip này. Các quý vị và các bạn hãy vào bấm vào nút đó và xem nội dung đào tạo, và trong đó chúng tôi cũng bật mục đăng ký, và hãy đăng ký nhanh nếu như mình đang là kỹ thuật viên, đã làm trong lĩnh vực âm thanh rồi, đã có kiến thức cơ bản rồi, thì quý vị hãy đến khóa học này. Và khóa học này chúng tôi giới hạn đó là 15 người, và chúng tôi đang có cái hệ thống phòng demo để tất cả quý vị có thể được học và thực hành trực tiếp trên hai phòng demo đó. Và lưu ý là trước khi đi tham dự khóa học này, hãy chuẩn bị trước đó là laptop và cài sẵn Smart 17. Trong chương trình này chúng tôi sẽ đào tạo rất là sâu quý vị đến việc rất quan trọng trong việc setup phòng hát, đó là căn pha và chỉnh delay toàn bộ hệ thống, và toàn bộ hệ thống làm như nào để cho hay nhất, và để làm nào để một cách tối giản nhất. Chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và chúng tôi đúc kết những cái rất nhỏ gọn, rất ngắn gọn để trao đến cho tất cả quý vị, giúp cho tất cả quý vị có được những cái kiến thức cơ bản chuyên sâu để giúp cho quý vị cùng cộng hưởng cùng chúng tôi để tạo ra thị trường âm thanh ngày càng trở nên sôi động và ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Ok, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn kỹ thuật viên vào ngày 19, 20 và 23, 24 tháng 6 này, và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, tất cả mọi người trong chương trình tháng 7 hoặc tháng 8. Nếu như chúng tôi tổ chức được chương trình Live Ray Lexon thì hẹn gặp tất cả những người đam mê âm thanh, gặp tất cả những người đam mê về kỹ thuật đến với chương trình đấy. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả quý vị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các clip tiếp theo.